7 ưu điểm của công nghệ laser mới Picomax hiện đại nhất thế giới tại DK. 1. Hoàn toàn không tổn thương, không bong chóc, không chảy máu. 2. Không cháy lông, không trắng lông, không gây chai da. 3. Không cần ăn kiêng, không cần nghỉ dưỡng. 4. Có thể trang điểm, kẻ vẽ, dùng nước ngay sau khi sử dụng. Đối với mày, môi, mí hay tattoo đều có thể dùng nước được ngay, không hề kiêng khem ạ. 5. Không gây đau đớn. Những cái khách hàng mà da bình thường thì gần như sẽ cảm giác không có cảm giác đau. Đối với những khách hàng nào mà quá nhạy cảm, da quá mỏng hoặc mực quá sâu ở dưới tầng da thì sẽ có thể là sau khi hút xong sẽ ráp nhẹ trong khoảng tầm 10 đến 15 phút. 6. Đối với những công nghệ cũ thì thời gian để xử lý mực rất là lâu, từ 1 đến 2 tháng cách nhau mỗi lần. Nhưng với Picomax cách nhau khoảng từ tầm 1 đến 2 tuần đã có thể thực hiện tiếp được liệu trình rồi. 7. Bức sóng cực nhanh. Đối với cái xung cực nhanh của những cái dòng laser mới hiện đại nhất ấy, thì sẽ xuyên qua da của chúng ta và xuyên xuống tầng lớp da rất là sâu, xử lý sạch sâu hiệu quả. Một lần hút của Picomax thì sẽ hiệu quả gấp 5, 7 đến 10 lần so với những dòng laser cũ như Quick hay COI. Vừa rồi là 7 dấu hiệu mà siêu laser Picomax tại DK khác hoàn toàn so với những dòng laser khác. Những dòng laser cũ và DK luôn luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, và các khách hàng hãy đến với DK để trải nghiệm thực tế trên da của mình, cảm nhận rõ sự khác biệt của siêu laser Picomax khác với những nơi khác như nào nhé. Chúc các bạn thành công.